Dạ thưa kênh Tùng Nguyễn Miền Tây, mến chào quý cô chú anh chị em trong và ngoài nước ạ à. Hòa Tùng Nguyễn Miền Tây, mến chúc quý cô chú ngày mới năng lượng đầy tích cực ạ à. và con chào cô hai, dạ. và con cũng có một số khán giả yêu cầu là con quay lại cô hai quay và hôm nay là con nhờ cô hai đọc bộ phép Thần Kỳ Linh Dược phần 2 ạ à. Dạ con ừ. mời cô hai ạ à. Hôm nay tôi xin chia sẻ cái bộ phép Thần Kỳ Linh Dược phần 2 cho anh chị em cô bác trong đồng mạng trong nước và ngoài nước nghe trên vũ trụ hoa lây rình rập có thiên tinh che lấp địa cầu giữ không cho chạm trái châu phép rồng biến hóa dân sầu nặng thiên chịu nặng thiên không riêng ai cả cuộc phong thần đổ ngã tam niên hạ nguyên mãn hạn chịu phiền trời trăng biến đổi khó yên kỳ này Thiên niên kỷ giận say tới đích Mẹ với thầy truyền dịch linh đơn Tạo quá xây chuyển từng quần Thần kỳ sức cứu vật nhân kỳ này Vì kim tinh tha lây sao quả Gần mặt trời phản xạ tia quang Thiên văn vũ trụ báo loan Cho trong ba tánh biết màn trời say Nạn thủy quả khổ đầy thế giới hạng bà trần tiến tới hoa kỳ châu âu các đảo khốn nguy bá gia ơi hỡi răng thì đợi xem nga thì bị phủ rèm chiến sự ôm bom bi can dự chiến trường Hai anh phải kiếp lên đường Việt Nam thần dược lính đơn lạnh về Mỹ với Nga bỏ mê hãy tỉnh tỉnh để đà giữ tính cho mình Hãy lên tiếng gọi đồng minh Cải tà quy tranh để dình đảo châu Nếu cãi lại ông thâu ông góp Mất sản tài nôm nớp lo âu Việt Nam Phật quốc nhiệm màu trời ông kêu gọi Á âu phục trời nếu không phục khắp nơi rời rã đảo châu chìm thảm họa tràn lan con chung cha mẹ hồng bàn anh đau em cũng gian nan cực lòng còn em đau anh không yên đặng hiệp một trào bình đẳng tồn sinh không gây đau khổ bất bình lòng tham dừng lại bất minh diệt trừ để tạo lại con người đích thực hưởng thượng lai thánh đức cõi đời phật tiên a à, tại thế lập đời người trời xuống thế cứu người thế gian Người thế gian bảo tàng tham lạm đủ tai nạn chết thảm chẳng kinh Nhà thương bệnh viện ngục hình Đến đây rõ được căn mình trước kia Đau trả nghiệp mới về cảnh giới Biết hãy mau hướng tới chánh đàn Chánh trung giữ dạ minh quang Thoát được bể khổ trần đàn ôm đau Thoát được cảnh máu đào tuôn đổ Ráng tu bồi tu bộ kiếp này Trả cho kiếp trước đã gây Biết luật nhân quả vui dày trả mau Muốn trả mau tạo đào phước đức Gieo bồ đề Hưởng được lọc dương Lọc của Bồ Tát khắp đường Của đảng nhà nước ló phương giúp đời Việc hiện tại mong người tri kỳ màng vua minh lập chí mới tồn. Này chụp cái hình này nè. đấy hình thế này cho mày chụp luôn sấm <laughs> yeah. truyền lời dạy hòa thôn còn nghe văng vẳng tích tồn trong tay người làm sai có rài nào biết có nào hay các việc sai lầm sấm truyền thời đại cơ thăm dắt đường chỉ ngõ người tầm đế tri Sấm Tân Kỳ quyền di vô hạn của Long Quỳnh Thánh Trạng Kỳ Ba Nền dương con nối thai cha để cho buổi cuối kỳ ba hoàn thành Nước Nam Việt tái sanh ngọc bích Lo nghiệp trào bút tích tại gia Tại gia lo liệu khai ra Phép rồng trổ trái tiên gia mẫn đào Ông lão chủ phép trào ngọc ân Ân của trời giao tận cho con Bút kỳ quả phép giữ hòn Đảo ngoài các nước thon giòn đặng nào Nước Nam Việt ngôi sao chánh thể Sao minh đường thánh đế trào ca Tiếng rồng hồng lạc sơn hà có in long phùng cờ qua sen hồng hoa sen hồng quỳnh long lộ dị khí hào hùng chiến sĩ năm non dân lệnh chúa thánh làm tròn hiệp về bút phép lầu son tổ thầy trong lục địa trong lục niên đủ đầy lục phép quả thành hình trái phép dự châu ai đâu rõ được nhiễm màu của tiên phật thanh giá khâu địa hình khắp ba tánh nhân sinh chờ lộ chờ lỗ đền hội ngộ phật dương phật về ngồi bút sử trường vô di hiện rõ bốn phương răng tầm tầm cho kỹ kẻo lầm Phật giả Phật vô di bút quả cứu đời giúp đảng nhà nước bằng lời văn thơ bút phép người trời thế gian xuống trợ đời cứu an ba tánh giúp nước nhà thoát cảnh điêu linh khắp trong ba tân nhân sinh nằm trong biển lửa sơn tinh hoành hành trổ thần kỳ bút danh cứu nạn cứu cho trần bớt hạn gặp mưa người nay hiệp với người xưa để cùng tài phép xuất đưa khắp cùng phép thần kỳ người hung trừng phạt bị luật hành chừng giác mới thôi đem người biết lực về ngôi người tài người trí quý khôi về đền đem trí quá lập nên nghiệp cả nghiệp tổ thầy đền trả cho xong người đời còn quá bất đồng nhìn xem đủ thứ bất công còn kề người trần thế tâm mê chưa bỏ thì làm sao biết ngọ Phật đài Nam mô mô Phật Như Lai Như Lai Phật quốc đời này trổ bông trổ Như Lai sen hồng quá tốt gương cho đời khắc cốt ghi tâm mong người trí sáng Ghi tâm. mong người trí ráng tầm thực tế bồ tát nay cõi thế đông dày là người phước thiện biết gây biết lo dung đắp tạo gầy đức ân là người trọng quân thần nghĩa cả dư của tài đền trả nghiệp duyên thi ân bằng những đồng tiền để cho kẻ khó bớt phiền số căn tu thấy người khó khăn giúp đỡ được như thế gặp gỡ như lai như lai trổ khắp kỳ này kinh thi sách thánh của nay trạng quỳnh trạng bút phép khai sinh tân thới giúp non nhà thạnh lợi an bang rồng tiên trổ trái nam đàn trái long trái phụng tây an cổ truyền trổ trái giống rồng tiên niên ấp trái chín mùi hương phượng phất bài bay Hương phất bay đền đài sắp lộ lỗ cơ quyền hội ngộ bể ngay chúa trời vua Phật bút bài kề gần ba tánh chẳng ai biết gì khai quốc pháp thời ni thế tận bốn đảo thầy còn hận chuyện xưa thiên kỳ cáo trạng bút đưa tới thời sàng lọc thái thừa con quan những đứa con còn mang thù hận không thể nào tiếp cận ngôi dương ăn chay cúng lại phản đường phản cha phản chúa khó nương phật đài theo lối cũ thiên thai khó tới theo lối mòn chờ đợi người xưa Thầy về khai dẫn bút đưa bến xưa thuyền khác chẳng vừa người chê người đạo muốn cận kề sát cũ nay đức quỳnh tề tử hồn linh phú sổ trở lại tổ đình hòa vào bộ phép quái linh thần kỳ thầy dơi bác hội quy thánh địa hai phần hồn đi vía hòa thôn đạo thầy muôn thở trường tồn tại người làm sai đổ dồn thầy mang khai hạ mạt thầy đàn phật hát khúc liên hoàng truyền đạt khắp nơi thầy đàn phật hát kêu mời đạo đời sáng tỏ mấy lời xăm ghi sớm rõ đặng trường thi đến được để sư tầm thần dược linh đơn ráng mà tỉnh giấc sớm hơn đặng xem phật quốc khải đờn cư châu phật cư châu dùng bầu nước thanh nước thánh hòa điện chanh linh ăn siêu thiện linh khí trào thần âm dương cực điển cực trao thân gửi hồn cùng lo việc bảo tồn sản nghiệp khắp năm châu hòa hiệp thần kỳ thần kỳ phép báo trổ thi thiên tinh linh dược trường kỳ tôn sư bậc tôn sư tài dư đức rộng bị người đời kình trong nói ma có câu duy quý gia hòa còn đầy phủ để trời cha phạt hành cha hành phạt tam bành lục tặc kẻ đa mưa che mắt phật trời thần kỳ phe xuất khắp nơi thiền bình bắt kẻ chống trời hành thân phạt thân xác vô ngần đau đớn ỷ của dư đùa giỡn tử thần tham thâm hại đến tâm thân ông cho phép sức trị lần tà tâm trị tà tâm mưu mầm gây họa có bệnh trời các ngã bùa văn thiên tai trút xuống nặng hoàng kẻ khôn người dại, tầm phân lánh nàng kể từ đây linh quang chiếu rọi giống hồng bàn kêu gọi chung sanh hãy nên bỏ giữ làm lành làm lành bỏ giữ phật dành ban cho ban cho được của kho trần thế được dư ăn dư để lâu dài thần kỳ chỗ phép trái rồng vũ trụ nhật nguyệt có ông chủ bầu đẹp quá chừng Dạ yeah. <laughs> tâm dưỡng tanh Hậu lai cháu con nối tiếp Giận mai đến gần Trên thiên đình cây cân công lý Cân công bằng luận lý phân minh Ráng tri ráng xét ráng nhìn Vô không thấy hiển linh ai ngờ Nay kỷ mới văn thơ giáo an Giáo an bài cơ toán tâm linh Ngàn người có một thông minh Đa người trí thiếu bất bình Mờ lũ Ngàn người có người thông minh Thời <laughs> à, kỳ này ít người thông minh đó <laughs> Cô, à. ừ. Cải lực thiên đường tu sao dạng thông Nhưng còn bón sáng sao minh Hận thù còn mãi khắc in Làm sao có được hiển dinh mà chờ Đường tu còn mịt mờ mù tịch Còn non như con nít lên ba Làm sao biết nghĩa hảo hòa Mang danh hòa hảo chúa cha chẳng nhìn tâm bất tri lo kình lo trong thấy đa người trống rỗng thiện duyên ngoài tu trong vẫn bạo quyền trường trai ý loại thiện duyên nào còn người như thế thon giòn sao đặng tu xưng hùng núp rắn đề lao Tổ không tưởng nhớ nghiệp trào công lao to lớn tạo đào nước non của lão tổ của tổ tiên gốc hòn quanh liệt nói tử ân không biết đạo trời đảng thiên cách mạng sáng ngời chỉ minh thánh chúa dẫn thời kỳ ba cờ cộng sản trung hòa quyết thông hồng quyết cầu cờ cống sáng chung qua hồng quyết hồng quyết cầu bài tiết tính qua hôm qua bút hét tỏ ra tính qua tinh tu của nhà rồng tiên nhà rồng tiên đảng thiên cách mạng quy toàn cầu hội trạng huỳnh nương đảng thiên cách mạng mở đường dắt cho bá tánh về trường long qua các mát các bác về tòa lê ninh bác dẫn nước nga về trào Nào chụp cái hình này không các bác có đủ tài cao tài hào dựng đảng lập trào thiên tiến cuộc cách mạng khắp miền đất nước nền hòa bình mới được thành công nước bạn nhiều dĩ thành lòng giúp cuộc kháng chiến thành công tốt lành hồ chí minh công thành danh tội giúp nước nhà thoát ải điêu linh anh hùng vì nước hy sinh nay vì tổ quốc quy trình hồn thiên hồn sống lại ất niên truyền dạy để cháu con biết sai sửa liền Tam kỳ thiên định quý nguyên, bá niên tổng kết lời truyền lọc khai. Khai lọc lại đổi thai, thai cực, người trần gian nghiệp lực nặng nề. Thiên liên hội hiệp định phê, trạng sinh cứu thế, bút đề xâm khai. Đem quyền di thi bài, đem quyền di thi tài cứu nạn chữ thiên cùng ấn phản xuất ra khắp nơi địa lợi thiên hòa vô di phép xuất bãi xa khắp miền con hiền được tội nguyền kỳ vọng có phật tiên mở cổng đón chờ con hỗn con hồn ngẩn ngơ không ai chờ đón thẫn thờ đêm đông ngồi cứu rượu ngó mong ánh đuốc phật thương tình ban thuốc hồi sinh thần kỳ phép báo dược linh trổ ra kỷ mới thiên tình cứu châu còn ba niên rắn khâu giá lại cho nhân sinh tồn tại được nhiều nước việt nam được cây chiêu cây chiêu thần quốc thánh triều xuất ra sức thiên lực trào ca quốc pháp người trí tài giải đáp mới xong việt nam có phép thiên rồng lính đơn thần dược của ông long đình ông có đủ thiên tinh vũ trụ phép vận hành kết tụ tinh hoa Nam Dương thay đổi được mà giờ sao cứu lấy kỳ ba nhân loài biến thiên thể kỳ quay vợ dụng đem ra xa kẹo lụng trái châu xì hơi trái đất chịu sầu đấu tranh giành lại còn châu lập đời các thiên hồn thảnh thơi sao đặng lo cho Trần thối thắng từng giây nếu không giờ được ha lay trái châu bình bùng nổ của này còn đâu phép thần kỳ hòa bầu linh dược nhận cái thanh cái trượt không dùng lọc sàng sàng lọc đến cùng người thấy để biết lực chung toàn cầu biết để sửa mới âu còn đặng khắp toàn cầu hướng thẳng sao dương giống tiên rồng đủ tình thương sớt chia khổ ải tái ương khắp cùng nước nam việt ngôi chung toàn quốc khắp toàn cầu thống nhất bình ban bình ban thiên hạ mới an ngôi sao thiên tử nam đàn chí minh đủ thiên tình quay linh đền ngự bút lập trào chiến sự hồn binh phản quốc mang tội tài đình làm sao còn được sự kinh bia truyền hồn quốc tổ thiên liêng cao cả đủ khí hùng chống trả tà thông thần kỳ tinh khí của rồng rồng tiên kết cấu tạo dòng nam bang nước nam bang rồng vàng thiên tử các vị sao thiên sứ lai trào hiệp người có ấn thiên trao chỉ mình nắm giữ ấn trào xuất ra sức đủ phép trào ca minh quốc mới giữ được trái đất kỳ này thiên tinh vật lộn trên mây giải cứu quả địa phủ đầy các tia tia sao quả trước rìa mặt nhật làm thế gian oi bức nắng hanh Ừ, trái thần kỳ yeah. vật nhân phải bị hoành hành khí dơ chất thải sẵn sanh đủ điều trên cung thiên tiền triều các vị dùng thần kỳ kiến nghị bốn phương giải thâu khí độc khắp đường dược lên ban rải tái ương cứu trì trái châu tới giận suy kỳ hạ kỳ hạ này phép lạ phép hay phép trời phép phật phép thầy phép tiên phép thanh bục say phép quà mới cứu nội thiên la cõi thế khắp thế trần bệnh ấy tràn lan ung thư bùng phát lan tràn đau không thuốc trị thác quan bao người ông sàng lọc kẻ cười người khóc nạn đất đè tan tóc thê lương thảm thương nhiều cảnh đoạn trường qua bao thế hệ quán ương dập dồn nay đến lúc tựu tồn nghiệp quả gây nhiều đời nay trả cho xong kẻ còn người mất hỏi rồng kẻ thông người kẻ thông thì ít cuồng ngông thì nhiều những người theo qua kiều gì lợi được lợi nhiều nhân ngợi chớ quên ráng tầm bật nất thang đền làm nhiều việc thiện có tên bạn trào nó như khuyên uh, những người mà cũng như đi ra nước ngoài đó Dạ. Yeah như những người theo qua kiều vì lợi nè được lợi nhiều nhân ngữ chớ quên rắn tầm bật nấc thăng đền làm nhiều việc thiện có tên bản trào yeah. nước nam việt anh hào tổ quốc còn bia danh các bậc hiền tài việt nam nay được có ngay chí minh phật quốc tượng đài khắp nơi là vị thánh ra đời hạ mạc hồn siêu thiên gieo hạt bồ đề thần kỳ trổ phép năm dê toàn cầu kết nối đường về long qua trung ương tọa nam hà có chúa chúa phép màu giữ của năm châu dược linh tích trữ một bầu cứu dân thoát khỏi hổ sâu tử thần dòng hồng lạc linh ân tổ mẫu mẹ giới thầy tiền hậu quần khai như chưa chập Dạ. Yeah. Ngàn năm thiên khí còn hoài gió văn tao lược Nay khai tân trào Hiệp các vị tiền trào toàn quốc Hội cung thiên trái đất đổi màu Cộng đồng quốc tế cùng nhau Để mà lo liệu tạo đào bình yên đổi khí tiết tài nguyên bế tắc khiến con người dặn vặt khổ lao vật nhân tài của mòn hao đi vào bế tắc nhờ vào phật dương đức minh chúa tình thương cao cả đem phép màu quảng ba bốn phương phép rồng của chúa minh đường minh dương xuất thế pháp cương sự đời sự rồi cứu khắp nơi tai họa lọc giấy sàn mới thọ lòng dân lời thường nói rõ từ phần đúng thời đúng giận long lân quy hồi cha mẹ về đúng ngôi bữa tỏ ngọc bửu kỳ bút quả thế thai nữ nhi bút phép quỳnh đài công khai các phép tới lại cơ quan Cha mẹ về bút ban nhi nữ Xuất phép màu gìn giữ trái châu Trái châu bị bệnh bạch Trái châu bị bạch hầu di chứng Khắp toàn cầu chịu đựng chẳng yên Đủ màu đủ sắc lũy phiền Tai bay quả gợi chẳng kiên người nào Lớp đói đau lớp nào quả quản Lớp thì lo chống hạn xôn xao Giao thông tai nạn lũy nhào Không ngày nào dứt thương đau chất chồng Lớp nào ngoài biển đông tranh chấp Thấy thế trần đầy ốc áp lòng tham Trung Quốc không chiếm không cam Mưu đồ cho lắm tiếng đàm vô nhân Cam tâm chịu vô nhân vô đạo Không chở trời không sợ trời nhẫn đảo chìm châu Châu chìm lễ đổ hoài đầu Thì là đã muộn Bí bầu chẳng thương Đó ông nhận chìm trái đất đó, yeah. <laughs> đó với Trung quốc đó yeah. Chứ đâu hoài nói không có đâu Ngày thần kỳ phép xích dược linh Dược linh rưới cứu Địa hình lục châu Thiên tinh sao chiếu phép màu Phép rồng có khắp Á à, ông trần này <laughs> Nó quá, đúng quá trời, nó bảo lục luôn Ừ, Ông nhận mà Dạ ừ, Cam tâm mà Chịu vô nhân vô đạo Làm mà nói không được mà Không sợ trời, nhận <laughs> đảo chìm châu dạ. Châu chìm lại đổ Hoài đầu thì là đã muộn Quý bầu chẳng thương, tại không có thương nước nào dạ. Muốn chiếm miếng dành làm sai lực chừng dương khẩu lỵ khuyên thời này hãy nghĩ cho thông lực hình quốc tế cộng đồng âm dương liên kết phép rồng khắp nơi theo quốc pháp thiên trời để xử kẻ hồ đồ danh dự còn đâu thương nhau như bí giới bầu mới là còn được đảo châu kỳ này nếu trung quốc cải thầy cải phật lấn biển đông thương tật phải mang ỷ đại bang rồi làm càng làm càng sau khỏi thiên ban cùng đường tới cùng đường hết phương cầu cứu lực quốc tế hiện hữu công bằng mưu này kế nọ lăng xăng tốn hao kinh phí khó khăn dân lành tạo phúc đức giúp anh giúp bạn giúp cộng đồng chống hạn khắp nơi được lòng dân thuận ý trời mới là tồn tại cõi đời dài lâu thần kỳ bút đăng thâu đăng sức dạng binh quyền thống nhất hành y hành y trận đứng tà mi không cho đảo lộn lỗi ngì chúa cha đảo đảo châu có chúa bà làm chủ bà phân chia có đủ để dùng tham lam bà phạt không dung hổ danh uổng lắm anh hùng Trung Hoa toàn cầu nay phải hòa mới được được tổ bà ban phước hồng ân bao la có một thổ thần với ông thổ địa định phân sản tài phép thần kỳ dặn lai hội tụ hiệp ngũ chi kết nụ tinh anh tinh qua bộ phép hình thành quay linh phật tổ chuyển nhanh bút kỳ có thiên tinh hành y xuống thế phép vận hành cứu tế biển đông thủy binh lại giới ngư ông hiệp vào bút phép thiên rồng kim châu mẹ quan âm rồng chầu nam hải nước trung quốc chống lại luật trời mẹ về bút phép mẹ ơi thần kỳ chuyển hết ra thời biển đông hai mười bốn dòi rồng hút cuốn sóng biển đông cùng cuộn dân trào khôn hồn rút chạy về mau nếu không thảm họa có nào ít oi thì cái năm mà ra bộ phép này là nó rút cái gì cần phan đi về đó thì có mấy bữa đầu bão tới đó yeah. Nước Nam Quốc giống nòi lạc diệt Từ cổ kim hào kiệt rặng ngờ Giúp đời chứ không hại đời Trời cho phép lạ bằng lời văn thiên Đủ thiên hồn kỳ yên kỳ mã Đủ tượng tướng tài Các ngã các nơi Trở về đền khứu dậy thời Bảo gian sắm trổ phép trời trần gian Nỏ thần kỳ kim quang thiên tạo Được thiên ban gỡ tháo cho đời rồng vàng niên kỷ bài phơi quỳnh long tọa dị con trời thế gian giọng kim lang cây đàn cứu thế nối bút kỳ nối bút kỳ chiếc ghế hoàng gia thiên rồng bộ phép kỳ hòa ức mùi trái phép trổ ra thần kỳ quy các vị tài mi về cội cội tiên rồng kết nối liên khai mở màn phật quốc kim đài triển khai giáo pháp hồi lai tân trào đưa toàn cầu đi vào long hội nước việt nam có cội bồ đề hành theo pháp lý bỏ mê Cải ác quần thiện được kề minh dương theo pháp lý chủ trương của đảng nền đảng thiên chói rạng sắc rồng cờ hồng rực rỡ non sông ngôi sao năm cánh gánh gồng năm châu nay quy tựu một bầu linh khí bầu càng khôn thiên lý thiên tinh các gì sao sáng thiên tình điển linh xuống thế bút binh tỏ hào Đọc hai trang nữa kết thúc cái bộ này Miền Nam Địa Thiên Trao Ngọc Bích Ngồi Bút Kỳ Truyền Dịch Linh Đơn Thiên Tiên Kỷ Nai Tái Quần Thần Kỳ Trổ Phép Đốc Sơn Non Đài nỏ kim ngai thần tài thổ địa thổ địa linh bốn phía binh hồi ất mùi trở lại gia ngôi binh can hai vị lo bồi địa long giúp cho khắp cộng đồng bá tánh được tiền tài thơ thảnh lo tu thổ địa đủ việc lưu bù trái châu lo giữ giới cù long giang chờ tới việc bình bang thiên hạ được có đền qua quả thần dân thổ địa có được hồng ân thần tài thổ địa thổ thần giữ châu cù sông cửu phép màu sức thế cù chuyển mình long thể nào yên long cung biến động cuối niên cuộn trào dòng sấy xây truyền bốn phương nạn thiên biến khắp đường lan rộng chúa diêm dương mở cổng đón chờ khuyên người cho có thờ ơ biển bằng vậy sống ai ngờ được đâu phạt rồi cứu dân hầu nào rõ cho nhân gian thấy đó sửa mình làm hiền bỏ giữ tồn sinh muốn sinh tồn phải giữ gìn luật thiên gìn luật thiên bình yên mọi mặt nghe phật trời khỏi mắt tai ương nơi đâu cũng có binh trường di hành khách nẻo lo lường chép ghi hợp thức quá thời kỳ mở rộng một đạo trời nhất thống cờ thiên ánh dương tỏa xuống khắp miền kiến thiên soi rọi tam niên lọc sàng hồ chí minh thiên ban sắc lệnh chưa hoàn thành bị bệnh lao tim hồn linh phượng phát đi tìm chủ nhân ông lão thanh liêm sự tình đến đây tạm dứt cái phần 2 của bộ phép thần kỳ linh dược nam mô phật Quốc đại đồng Bửu sơn kỳ hương ngọc bích chụp cái này. dạ con cảm ơn cô hai rất nhiều ạ và kênh Tùng Nguyễn miền tây mến chào quý cô chú và hẹn quý cô chú clip sau của cô hai ạ à. xin chào tất cả mọi người ạ à.